hay là trúng mùa bắp dữ ha. Ủa cái thằng này chín mừng con mà con làm gì chẳng như vậy? Đời con không bên đó đâu con. Con làm gì vậy? Làm công chứ làm gì. Ủa rễ bắp ở nhà đâu mà đi làm công? Rễ bắp hả? Cỏ nó ăn tiêu điều hết trơn rồi. Đây, bí quyết Welkin, nhờ nó mà năm nào nhà chín cũng trúng mùa. Welkin, thuốc diệt cỏ cho cây bắp, sử dụng 10g trên 1 hecta, hiệu quả cao. Welkin, cho tập đoàn An Nông sản xuất và phân phối. An Nông, an vui cuộc sống.